Điện thoại Vivo V23e selfie tự nhiên, tự tin nét riêng. Nước tăng lực Rock Energy Tasty, vị xoài xanh muối ớt, ngon bùng vị, thỏa chí khám phá. Nếu như có gì không vui, mà quý vị bỏ qua không? Và người dẫn chương trình chúng ta tạm gọi là ông nội hoặc là bà nội. Tay phải đặt lên trái tim. Ủa? Khoan, chứ mình đã thấy người bên cạnh. Có mấy? Nô. Now, we happy together. Get back to LA. No. Tình huống tiếp theo đó là Ngọc đóng vai một người mẹ có tất cả là 4 đứa con, 3 đứa con nha, 3 đứa con trai. Và chúng ta sử dụng tiếng Hàn để chúng ta nói chuyện. Rồi mời thầy. Cho xin nè. Thôi vậy trong kêu là mẹ đi. Thì lên đây muốn làm gì làm, có chuyện của tụi em chứ. Ok. Tên là Jack Khan Rocha, người đàn bà yêu đuối. Đúng. Jack Khan Rocha. Vỗ tay em má. Bắt bụng hả? Đau bụng đâu lưng? Có bầu. Hay quá vậy. Trời ơi, bi quá. Cái đầu cũng như đường lươi ha. Smart to be. Bà nói gì mà mẹ nói gì? Lần ngột. Chị Lý đi phá. Hả xuất nhận chẳng đi. Đá thề. Mẹ sao cái chân lâm không vậy? Không, không hết lâm. Lâm ngột. Cô mẹ. Cái gì vậy? Ai vô trước đi phát vô trước đi. Cô mẹ là ngộ. I miss my children. Oma. Học bình thường mà. Này cả, nạ kịp này tỏ. Này cả, chứ này cả. Không hôn nha. Này cả. Neka. Le ngô. Tụi vừa thăm là Bito này à? Khi à? Oma? À, konnichiwa, mai à. Bito. Bito. Oma. Le ngô. Chế pan. Chế pan. Ha kè. Oma hơi yếu. Không, không chừng nhỉ? Oma, I am Kemo Jimita. Okay. I will have a nap piano. Ooh, that too da. Money.
nhiều chuyện nè. Thôi. Nói gì đó đi con. Mày đợi con nói đó. Mà, ô ba ơi, diễn thề mày đứng hoài em khó diễn quá à. Ôi, mình đi. I'm not your mother. Actually, I'm your father. My children. Why you lie? Before I'm with you. Oh my God. Why? How? Hello. Who is it? Hello, so, guy. Điều trị không điều trị đó. Mê phim. Mê ập ba. Bây giờ ai mà nói được mình bình thường nhất á thì người đó hết bệnh, tôi chơi ra sớm. Bà đó. Hai. Đây đây. Kiểm tra, bệnh chưa? Dạ em đã bác sĩ. Dạ. Thuận múi. Nói một câu nào đó thấy mình đỏ đâu mình bình thường coi. Thánh thương vấn đề. Ờ mày. Nhưng không đặc biệt. Qua kia. Bệnh tình ngay càng trở nặng. Ờ thánh thương vấn đề. Đi chứ kìa. Bệnh trên hai. Lên. Này nặng quá. Ủa sao tắt khẩu rồi. Tên. No. Trời ơi, no, no ca. Trong khi no. Vô kia luôn. Ba mũi. Lên. Tên. Hey. Rồi. Đem chôn. Đi vô kia. Trời. Càng cuối. Tên. Giữ lời nghiên cứu nha. Lò này mới nè. Bác sĩ có nhiều má dạy em đi. Hay quá vô tay. Nhưng mà sao em thấy không có học được tiếng Hàn vậy? Thưa quý vị, em muốn học tiếng Hàn để mình có thể tiếp xúc giao lưu. Trong khi chúng ta học tiếng Hàn để diễn xuất thì ông thầy sẽ nói chạy luôn rồi. Bây giờ mình phải phong tặng cái người mà tạo ra nhiều tiếng cười nhất ngày hôm nay. Chú Anh Phạm. Ai là quỷ vô tay? Chú Anh Phạm. Giải thưởng dành cho người bắt người viết phổ tập đó chính là 10.000 won. Cái tiện lợi để mua chúng ta mua mì hay là mua xúc xích hay là mua cho mọi người. Mua cho mọi người đó. Không, chậm 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 nghĩa nào ạ? Thôi rất là vui à, đây là tiền đầu tiên, hàng đầu tiên mà Xuyên có. Gia đình của bạn như nào về Xuyên này? Mình sẽ cất giữ để mình có thể ăn uống gì đó. Không, mình có thể cất giữ dùm. Không cần mà. Bạn có gì trong mấy người em là nằm trên danh sách là không có gì được nhận tiền. Không có, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Còn bài đọc ngày mai ạ. Thanh niên phải thật là riêng, không còn ở độ tuổi mà ngây thơ hồn nhiên. Một khi vào việc là anh tới luôn công chuyện, mọi thứ tiến triển đưa tên tuổi anh lên mây. Cơ hội tỏa sáng anh đang nắm ở trên tay, năng lượng lan chảy biến thành đôi giày, tất cả sẵn sàng chơi là chạy.